đang là chợ bàn cờ lúc buổi tối đấy các bạn. Người ta bán hàng ăn khá là nhiều, cháo tiều, phú tiều rồi. Wow, thế nào chúng ta sẽ tới đây ăn cháo tiều. Ê, làm gì vậy? Để chơi vậy? Cháo tiều có lẽ là cháo của tiểu khu quá. Rất lạnh thật chứ. Chúng ta sẽ chờ cái ngã tư này băng qua đường nhé. Đây là ngã tư Nguyễn Thiện Thuật và Nguyễn Đình Chiểu này các bạn. Hai cái ông họ Nguyễn này thì được tập trung ở đây. Cái đoạn Nguyễn Đình Chiểu phúc gần Lý Thái Tổ này thì họ bán nhiều, bán và cho thuê cổng hoa rất là nhiều. Còn cái bên Lý Thái Tổ thì họ lại chuyên về tiệc cưới hơn, ít cho thuê cổng hoa. Bây giờ chúng ta đang đi vào Lý Thái Tổ, đây là cái bản quận 3 đây các bạn. Bày rất là nhiều các mẫu thiệp in cạn. Bảng số 37 là một cái cô ở Nghệ An đấy, 37121777, bảng số Nghệ An. Nghệ An vào tận đây để làm việc ạ. Có những người bán sâm lạnh ở Nha Nam đi rong. Đây là một cái bác đạp xích lô ạ. Đây chúng ta chuẩn bị đi đến vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ các bạn. Đây là quẹo chặt. Ở đây thì có rất nhiều các cái cửa hàng họ làm xăm lốp, thay vỏ ruột xe. Đây là vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ đấy các bạn. Rồi tới đây đang là Ngô Gia Tự đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải vào đường Minh Viễn nhé. Đây là giao dân Vĩnh Viễn và Sư Vạn Hạnh.
từ Vĩnh Viễn và Nguyễn Duy Dương. Đây thì họ bán bánh mì, tiệm bán bánh mì rất là đông nha. Và thì video clip của mình sẽ dừng ở đây nhé. Bye bye quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những cái video clip tiếp theo.